Tiểu sử Thượng tướng Lương Tam Quang, hé lộ xuất thân và gia thế của Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965. Ông là một sĩ quan cấp cao của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Hiện nay, ông đang đeo cấp bậc hàm Thượng tướng. Ông hiện nay là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an. Ông Lương Tam Quang cũng đồng thời nguyên là Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam. Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, sinh năm 1965. Ông có quê quán ở thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông đã từng được đào tạo tại Học viện An ninh Nhân dân. Ông từng giữ các chức vụ Phó trưởng phòng An ninh Kinh tế, Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế Tổng hợp, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, phát ngôn viên của Bộ Công an. Trước khi làm Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, ông còn là trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2012 đến năm 2014, ông Lương Tam Quang mang cấp bậc đại tá, giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Bộ Công an. Năm 2015, ông mang cấp bậc thiếu tướng và giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Bộ Công an. Ngày 1 tháng 10 năm 2017, ông Lương Tam Quang đã được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Bộ Công an Việt Nam, kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam, thay Trung tướng Nguyễn Danh Cổng. Tháng 3 năm 1919, ông được thăng cấp hàm từ thiếu tướng lên trung tướng. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, ông cùng với thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, cũng cùng quê ở tỉnh Hưng Yên, được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an cho đến thời điểm này. Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Thượng tướng Lương Tam Quang đã được bổ nhiệm giữ chức danh Tư pháp Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thay cho Thượng tướng Bùi Văn Nam. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 1 tháng 6 năm 2021, Bộ Chính trị ban hành quyết định số 107 QĐ-NS-TVK về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Thượng tướng Lương Tam Quang được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Ngày 6 tháng 1 năm 2022, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăng cấp hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Chiều ngày 8 tháng 9 năm 2023 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1, 2023-2028 của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã biểu quyết dân chủ bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia nhiệm kỳ 1, 2023-2028. Theo đó, Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 1 gồm 28 đồng chí. Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Trải qua nhiều năm công tác trong ngành công an, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã được dành tặng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Quân công hạng nhì năm 2020, Huân chương Chiến công hạng nhì năm 2015. Đại tướng Thượng tướng Lương Tam Quang là một trong những vị công an thuộc tỉnh Hưng Yên bên cùng với Đại tướng Tô Lâm, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc cùng quê ở tỉnh Hưng Yên.